Tin chuyên đề ngày 11 tháng 2 Nga chung xích lại gần nhau, ngưu tầm ngưu hay mã tầm mã? Trung Quốc và Nga xích lại gần nhau hơn, trục chuyên quyền đang hình thành. Thưa quý vị, hợp tác quân sự, chính trị và kinh tế giữa Trung Quốc và Nga đã phát triển chặt chẽ hơn trong vài năm qua, vào cuộc gặp tuần trước giữa nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đưa mối quan hệ đó tiến thêm một bước nữa. Hai bên đã ký một loạt thỏa thuận hợp tác kinh tế và thương mại, khẳng định không có vùng cấm trong hợp tác giữa hai nước và tuyên bố một kỷ nguyên mới của trật tự toàn cầu. Một số nhà phân tích cho rằng trục độc tài tập trung vào Trung Quốc và Nga mà phương Tây lo ngại đang hình thành, đe dọa trật tự quốc tế dân chủ tự do hiện có. Một số nhà quan sát cho rằng mặc dù Trung Quốc và Nga ngày càng thân thiết, Mối quan hệ này vẫn có giới hạn của nó. Trong bối cảnh phương Tây tẩy chay Thế vận hội mùa đông Bắc Kinh và lo ngại về việc Nga xâm lược Ukraine, nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Vladimir Putin đã gặp mặt trực tiếp tại Bắc Kinh để thể hiện tình hữu nghị giữa hai nước và sự ủng hộ lẫn nhau trong các vấn đề quốc tế. Hai bên đã đưa ra một tuyên bố chung sau cuộc gặp mà hãng thông tấn Tân Hoa Xã của Trung Quốc cho biết tập trung vào các lập trường chung của Trung Quốc và Nga về dân chủ, phát triển, an ninh và trật tự tuyên bố liên tục chỉ trích Hoa Kỳ và hệ thống liên minh của họ ở châu Âu và châu Á, dù đích danh hay không, nói rằng một số thế lực quốc tế tiếp tục ngoan cố theo đuổi chủ nghĩa đơn phương, sử dụng quyền lực chính trị, can thiệp vào công việc nội bộ của các nước khác, làm tổn hại đến quyền lợi và lợi ích hợp pháp của các quốc gia khác, đồng thời tạo ra mâu thuẫn, bất đồng và đối đầu. Trung Quốc bày tỏ sự phản đối về việc NATO mở rộng hơn nữa và Nga ủng hộ lập trường của Trung Quốc về vấn đề Đài Loan, phản đối bất kỳ hình thức độc lập nào của Đài Loan. Trung Quốc và Nga định hình trật tự thế giới theo lợi ích của riêng họ. Tuyên bố này đánh dấu sự phát triển của quan hệ Trung-Nga như một mặt trận chung chống lại ảnh hưởng của phương Tây ở châu Âu và châu Á. Roderick Kifferput, nhà nghiên cứu cấp cao tại Viện Nghiên cứu Trung Quốc Mekator Đức, nói với VOA, mục đích là để bảo vệ không gian địa chính trị cho cả hai quốc gia và để định hình trật tự thế giới theo lợi ích riêng của họ. Tờ Washington Post cho biết trong một bài xã luận hôm thứ Hai rằng, Điều mà Trung Quốc và Nga đã hợp lực để tìm kiếm là tạo ra một thế giới an toàn cho chế độ độc tài. Bài xã luận cho biết đây là một cam kết công khai cũng như toàn diện của Bắc Kinh và Moscow trong việc hợp tác trong các vấn đề toàn cầu kể từ liên minh giữa Mao Trạch Đông và Stalin trong những ngày đầu của chiến tranh lạnh. Ngoài vấn đề an ninh, hai nước tuyên bố sẽ tích cực thúc đẩy hợp tác xây dựng vành đai và con đường và liên minh kinh tế Á-Âu, đồng thời cam kết hợp tác ở Bắc Cực không gian, biến đổi khí hậu, chống khủng bố, internet và trí tuệ nhân tạo. Về chính trị, Trung Quốc và Nga nêu trong một tuyên bố chung rằng dân chủ là giá trị chung của toàn nhân loại, nhưng nhân dân các nước có quyền lựa chọn hình thức và phương thức thực hành dân chủ phù hợp với điều kiện của quốc gia mình. Đồng thời tuyên bố rằng cả hai nhà nước đều đang thực hành dân chủ phù hợp với truyền thống dân chủ của mỗi nước. Hai nước lên án việc lợi dụng nhân quyền và dân chủ để gây áp lực lên các nước khác phản đối các thế lực bên ngoài phá hoại an ninh và ổn định của các khu vực ngoại vi chung của hai nước và can thiệp vào công việc nội bộ của các quốc gia có chủ quyền dưới bất kỳ lý do nào, phản đối các cuộc cách mạng màu và kêu gọi bảo vệ hệ thống quốc tế với cốt lõi là Liên hợp quốc và trật tự quốc tế dựa trên luật pháp quốc tế. Trung Quốc và Nga không quan tâm đến nền dân chủ trong các quốc gia. Tiến sĩ Richard West, giám đốc trung tâm phân tích chính trị quân sự tại Viện Hudson, một tổ chức tư vấn của Washington lập luận rằng cái gọi là dân chủ ở trung quốc và nga có nghĩa là dân chủ trong quan hệ quốc tế tức là tất cả các quốc gia nên tham gia thông qua liên hợp quốc không có quốc gia nào chẳng hạn như hoa kỳ vượt trội hơn các quốc gia khác nga và trung quốc họ quan tâm đến vấn đề dân chủ giữa các cường quốc trong quan hệ quốc tế chứ không phải dân chủ trong các quốc gia tiến sĩ west lưu ý rằng theo hệ thống quốc tế được trung quốc và nga nhấn mạnh tham gia thông qua liên hợp quốc trung quốc và nga với tư cách là thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an với quyền phủ quyết, thực sự có địa vị đặc biệt. Tiến sĩ Ban Kandilin, một chuyên gia địa chính trị tại Viện McDonnell-Lowry ở Ottawa, Canada, nói với VOA rằng Trung Quốc và Nga muốn có một trật tự quốc tế, trong đó các cường quốc khu vực thống trị các vấn đề khu vực. Các cường quốc như Nga và Trung Quốc có phạm vi ảnh hưởng riêng của họ và có thể ra lệnh cho các quốc gia khác những gì có thể và không thể làm. Và sau đó không bị phần còn lại của thế giới phản đối về các giá trị phổ quát như nhân quyền và dân chủ. Nói cách khác, nó đang làm cho thế giới an toàn đối với các chế độ độc tài chuyên chế, nơi không có tự do truyền thông và tự do ngôn luận. Trục chuyên quyền do Trung Quốc và Nga thống trị đang hình thành. Tiến sĩ Ban Canillon lập luận rằng, một trục độc tài tập trung vào Nga và Trung Quốc đang hình thành, được thúc đẩy bởi hệ tư tưởng độc tài nhu cầu duy trì sự ổn định của chế độ và niềm tin rằng phương Tây đang suy yếu. Ông nói, trục này được hình thành không phải vì các quốc gia độc tài muốn hỗ trợ lẫn nhau, mà vì họ cảm thấy rằng trật tự quốc tế hiện có là mối đe dọa đối với chế độ của họ và muốn đảm bảo một thế giới an toàn cho các chế độ độc tài. Ông đi lên nói, điểm quan trọng là điều này không có nghĩa là Trung Quốc hoặc Nga sẽ sẵn sàng trả một cái giá quá đắt để bảo vệ lẫn nhau, hoặc họ sẽ chấp nhận rủi ro cao để giúp đỡ lẫn nhau. Tiến sĩ Web của Viện Hudson cũng cho rằng Trung Quốc và nga là một liên kết nhưng không phải là một liên minh. Họ chắc chắn hợp tác với nhau trong nhiều vấn đề và có nhận thức tương tự. Nhưng liên minh có nghĩa là một bên bị tấn công và bên kia đưa ra cam kết phòng thủ, nhưng họ không làm điều đó. Ông nói. Mặc dù Trung Quốc và nga đã nói trong một tuyên bố chung vào tuần trước rằng không có khu vực hạn chế cho hợp tác giữa hai nước, nhưng hai nước đặc biệt tránh sử dụng từ liên minh khi mô tả mối quan hệ song phương của họ thay vào đó nói rằng mô hình quan hệ bang giao trung nga mới vượt qua mô hình liên minh quân sự chính trị trong chiến tranh lạnh quan hệ trung nga cũng có thể nguội lạnh andrew radin một nhà khoa học chính trị tại rand corporation lập luận rằng trong khi trung quốc và nga đang hợp tác trong các lĩnh vực mà họ cho là quan trọng để duy trì các mô hình quản trị của mình thì động lực để hai nước xích lại gần nhau hơn chính là mối quan tâm chung của họ về hoa kỳ và phương tây một báo cáo mà ông viết vào năm ngoái đã chỉ ra rằng, trong khi quan hệ Trung-Nga hiện đang trên quỹ đạo tích cực, cũng có khả năng khiến quan hệ giữa hai nước trở nên nguội lạnh. Một kết quả có thể xảy ra nếu phương Tây bỏ lệnh trừng phạt chống lại Nga và tiếp tục tìm kiếm sự tương tác tích cực với Nga. Ông nói với VOA rằng tuyên bố chung Trung-Nga dường như cũng cho thấy hai bên không sẵn sàng chấp nhận quá nhiều rủi ro cho nhau. Ông nói rằng không có nhiều sự ủng hộ cụ thể đối với các yêu cầu của Nga trong tuyên bố, chẳng hạn như về Ukraine vốn chỉ thể hiện sự phản đối việc NATO mở rộng hơn nữa. Và nếu xung đột nổ ra, người ta nghi ngờ rằng Trung Quốc sẽ can thiệp trực tiếp hơn trước. Trong quá khứ, Trung Quốc không ủng hộ việc Nga xâm lược Georgia và Ukraine vào năm 2014, cũng như không thừa nhận việc Nga sắp nhập Crimea. Một số nhà quan sát đã chỉ ra rằng hiện tại quan hệ giữa Trung Quốc và Nga là không bình đẳng. Đề cập đến tuyên bố chung Trung-Nga, ông Kiefer thuộc Viện Mekato cho biết, đây không phải là một tuyên bố về bình đẳng. Trung Quốc thống trị về mặt tư tưởng, tiến bộ về kinh tế và công nghệ và được sự hỗ trợ của Nga trong các vấn đề Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương. Phản ứng lâu dài Các nhà phân tích nhìn chung đồng ý rằng mặc dù Trung Quốc và Nga có những điểm tiềm ẩn xung đột và khác biệt và hai nước có thể dẫn đến mối quan hệ xấu đi như họ đã từng trong chiến tranh lạnh. Nhưng phương Tây cần chuẩn bị cho một phản ứng lâu dài. Theo ông Radin, một nhà khoa học chính trị tại R&D Corporation cho biết, với các chính sách hiện tại ở châu Âu và Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, Mỹ không thể làm gì nhiều để tách Nga và Trung Quốc. Những gì Mỹ có thể làm là chuẩn bị cho việc Trung Quốc và Nga tiếp tục mở rộng hợp tác. Ông Dylan thuộc Viện McDonnell Lowry cho rằng trục chuyên quyền Trung-Nga có thể là một đặc điểm quan trọng của quan hệ quốc tế trong thập kỷ tới, và các nước phương Tây nên chuẩn bị cho điều đó. Ông cho rằng cố gắng chia rẽ quan hệ Trung-Nga là không khôn ngoan, bởi vì một động thái như vậy sẽ dẫn đến nhượng bộ Trung Quốc hoặc Nga và làm suy yếu phương Tây một phản ứng tốt hơn là tăng cường hợp tác giữa các nền dân chủ phương Tây, áp dụng các chiến lược đa cấp và đa phương, chẳng hạn như nhu cầu hợp tác và rõ ràng hơn về lợi ích và giá trị chung, và phối hợp tốt hơn các hành động trong các tổ chức khác nhau, tận dụng tốt sức mạnh và ảnh hưởng của các quốc gia khác nhau trong các khu vực và các vấn đề khác nhau. Thưa quý vị, mục tin chuyên đề của chúng tôi đến đây xin tạm dừng. Quý vị có thể đăng ký email để nhận thông báo về các bản tin quan trọng hàng ngày của Decan News. Quý vị cũng có thể theo dõi kênh news trên chat một mạng xã hội bảo mật và tôn trọng người dùng. Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng chương trình. Xin chúc sức khỏe và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.